Xin chào mọi người nhá, chào mọi người quay lại với kênh của mình nha bạn. Thì ngày hôm nay mới mua được cái bể bơi bạn ơi, mua bể bơi về cho trẻ em chơi bạn, con chơi á. Đây, qua sẵn tiện đây mở ra như review bạn ơi, coi chất lượng nó như thế nào nha bạn. Đấy, không làm giúp nhiều thời gian nữa. Cái này thì mình mua 500 550 các bạn ơi. Ấy, đấy. Đó, kích thước của nó là 150 cm, là 1,5 m á, bề ngang 1,5 m, cao 45, rộng 100 nha các bạn. Đó các bạn. Đấy, không biết cái loại này nó có chất lượng rồi, mua chung khá là đắt các bạn. Sao này nhiều nước, nhiều lỗ các bạn ơi. Không biết bơm có cái lỗ nào luôn á. Đây. Cái này có rất là nhiều van mở nước, đóng nước rồi á. Đây bạn, này có mấy cái lỗ này. Mấy cái lỗ này là để nó bơm từng cái một á, hình như là vậy. Thôi giờ mình bơm từng cái một trước nha các bạn. Bơm này trước đi, mình bơm này trước các bạn. Sao mình bơm nó không có lên hơi các bạn ơi, cái này. Cái này là có 3 cổng bơm nha các bạn, 1, 2, 3, có 3 tầng thì mình bơm các bạn ơi. Ok các bạn ơi. See ya. Đó bạn, đó. Năm trăm rưỡi nha các bạn, cái này là 550 bạn mình thấy. Đấy bạn, cái bể này rất là cũng khá là to rồi, này vô đây chơi. Hey. À, đó. Bể này nói chung thì khá ok bạn ơi, tại trời nó đang mưa các bạn, mà nó lạnh quá, không lẽ giờ bơm nước cho tắm thì nó lạnh quá bạn ơi, thì để khi nào mà trời nắng nắng một xíu bạn, tại bây giờ đang mưa các bạn, đó. Các bạn nghe cái tiếng mưa không?
thì chưa bơm nước được nha các bạn. Tại giờ bơm thì hơi lạnh với lại nóng nóng, mình tắm rồi mình quay thêm cho các bạn xem về cái phao như thế nào bạn. Mình thấy thì cái nó khá là mỏng rồi. Nó khá là mỏng rồi, không biết nó có nhanh lũng rồi ơi. Biển lũng phát là đi luôn rồi ơi. Vá này cũng nó cũng khá là căng á. Đó. Thì để cho nắng mình quay tiếp tục quay cái clip này nha các bạn. À, rồi thôi được rồi. Đây các bạn, đó. Đây các bạn, cái bể bơi mình đang quay dở đây các bạn, đó. Đây bơm nước này trời rất là đã luôn, hơi nhỏ các bạn ơi. Chung chơi này cũng khá là ok các bạn, tiết kiệm nước các bạn ơi, đây nha. Cái bình cái này chắc cũng phải mấy trăm lít các bạn ơi, 2-300 lít quá đó. Ơi à, bơm này giờ nó chưa có này luôn các bạn, cái bình này hết nước rồi. Hết nước bể các bạn đó. Nói chung là giữa trưa này tắm rất là mát luôn. Trải nghiệm rất là đã rồi thôi, trưa nắng này là vô này rất là sướng luôn các bạn đó. Nói chung cái này mua về cho chị em chơi là ok nha mọi người. Thì chắc clip mình tới đây thôi nha các bạn. Thì hẹn các bạn vào clip sau nha các bạn.